24 tiếng trước. Hello các bạn, ngày hôm qua là ngày sinh nhật của mình. Thì trước đó mình dự định là nhân cái dịp này sẽ mời cả nhà một chuyến đi chơi, để cảm ơn chồng mình Thảo Nguyên và Linh Đan đã đồng hành cùng với mình trong những cái video suốt một năm vừa qua. Hai đứa nhỏ thì rất là thích được quay video với mẹ. Còn chồng mình thì cứ mỗi lần mà bác ổng chở đi đâu á, ổng sẽ nói là hai cũ, kiểu làm giá mọi người. Tuy cái miệng ổng ác thiệt nhưng mà được cái tâm rất là tốt, muốn đi đâu ổng cũng bỏ thời gian ra để chở mình đi. Quay lại vấn đề chính thì ngày hôm qua là ngày ổng phải mở lại quán sau dịp nghỉ Tết, kiểu ngày đẹp á mọi người, và ổng đã thức tới 6 giờ sáng mới đi ngủ. Nên mình quyết định là sẽ dời chuyến đi chơi vào ngày mai. Nhân đây xem cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ tụi mình. Hiện tại thì kênh của mình đã được hơn 700.000 subscribe rồi. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Ok, bây giờ mình sẽ lên mạng đặt phòng. Hiện tại thì mình đang trốn vào trong xe nè mọi người, để tránh sự phát hiện của hai đứa nhỏ. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Bye bye. 8 giờ ngày 17 tháng 2. Hôm nay là mùng mấy Tết ta? Hôm nay là mùng 7 khi nào Nguyên đi học lại? Mùng 10. Ê, mẹ có thông báo quan trọng dành cho hai đứa. Gì vậy mẹ? Đoán thử coi. Tụi đi chơi. Đúng rồi. Đó, con biết ngay. Hồi sáng mình lôi cái vali từ nhà kho ra và cất ở trong phòng mình á. Xui rủi thì sao mà tự nhiên Thảo Nguyên nó phát hiện được. Hôm nay mình sẽ đi biển. Biển? Nguyên biết hôm nay mình đi biển nào không? Đoán coi. Đúng rồi. Ủa sao đoán hay dữ vậy ta? Bây giờ tụi mình sẽ đi thay đồ thôi. Hồi nãy Thảo Nguyên nói nhầm á mọi người, chính xác hôm nay là mùng 8 Tết. Thì những cái ngày lễ Tết này dân tình họ đi Vũng Tàu rất là đông, nên hai vợ chồng mình đã chuyển hướng sang Long Hải. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị hết tất cả các đồ bỏ vô cái vali này ha. Thế bây giờ đi biển mình cần phải mang theo gì nào? Dạ, đồ bơi. Cả nhà mình sẽ ở lại đó một đêm thì mình cần phải mang theo gì nào? Dạ, đồ. Thế hai đứa có muốn buổi tối cả nhà mình sẽ ra biển đi dạo không? Dạ có. Thế mình còn phải mang theo gì nào? Áo khoác. Ngoài ra mình còn phải chuẩn bị thêm cái gì nữa? Dạ có. Dạ. Nói thiệt là đã rất nhiều lần Sam đọc được những cái bình luận có nội dung là khi dọn phòng thì nhân viên sẽ dùng cái khăn mà mình đã xài để lau khắp mọi nơi. Trời ơi, không biết là thông tin có chính xác hay không, nhưng mà kiểu mình bị ám ảnh đó mọi người, nên là cứ dùng khăn của mình cho chắc. Ngoài ra Sam còn mang theo máy duỗi tóc, cái này cho Thảo Nguyên, bánh gạo nè, nón, nước khoáng. Sam mới chạy qua bên tạp hóa mua luôn, và một chai chỉ có 10.000 thôi nhưng mà rất là cần thiết nha. Sữa tươi cho em bé, và cuối cùng là những cái đồ dùng cá nhân của mình. Kem chống nắng, cái này là bắt buộc phải có nha mọi người. Chỉ nha khoa nè, dầu gió, son dưỡng môi, một chai xịt mũi và một cây son quá là te tua. Cái son này Sam mua là hàng chính hãng tới 700-800 ngàn lận á. Vậy mà hôm bữa lỡ tay làm rớt cái nó chia thành hai khúc luôn. Thêm một hũ sinh gôm và cuối cùng là một cái mặt nạ. Vậy là Sam đã chuẩn bị. À quên, còn một thứ rất là quan trọng nữa, đó là cục sạc. Nhưng mà Sam sẽ cho vô sau, tại vì đang sạc pin điện thoại. Hôm nay mà mang nhiều đồ quá luôn. Để Sam kể cho mọi người nghe, khoảng 1 năm trước cả nhà mình cũng có một chuyến đi biển. Lần đó là ở lại một đêm. Theo lý thuyết thì đi chơi là mình sẽ có được những giây phút thư giãn thoải mái đúng không? Nhưng không, đêm đó đối với cả nhà mình là một đêm kinh hoàng. Trời ơi, ta nói nó ngứa, ngủ không nổi luôn mọi người. Thêm cái bà Thảo Nguyên nữa, lần đó mình thuê phòng dạng chung cư là có một cái giường king và một cái giường 2 tầng. Thì lúc đầu nó nói ghê lắm, tối nay con sẽ ngủ ở đây. Tới hồi đi ngủ thì bà sợ ma, cái là phải lôi nệm đó xuống dưới đất để sát bên cái giường lớn á. Và người ngủ dưới đó là chồng mình, ba mẹ con thì ngủ chung với nhau ở trên. Mà kiểu hai đứa nhỏ nó cũng lạ chỗ, nằm cứ lăn qua lăn lại, cộng thêm cái giường nó ngứa thiệt nha. Đó cũng là lý do hơn cả năm trời tụi mình mới dám đi lại. Hy vọng là đêm nay sẽ ổn. Từ nhà mình chạy xuống biển Long Hải khoảng 53 cây, mất hơn 1 tiếng. Thì ngày hôm qua mình là người đặt phòng, tới khoảng 9 giờ sáng nay chồng mình mới nói là đưa tin nhắn cho ổng coi. Mọi người biết chuyện gì xảy ra không? Mình đặt lộn ngày. Hôm nay là thứ bảy ngày 17 mà mình đặt lộn qua thứ bảy tuần sau. Và sau một vài giây hoang mang thì mình quyết định là hủy cái phòng cũ đi để đặt lại. Tính ra để dành tuần sau đi cũng được, nhưng mà hồi nãy Sam lỡ nói với hai đứa nhỏ rồi, không muốn tụi nó bị thất vọng. Nói thiệt lúc đó mình rất là căng não luôn á mọi người, nhưng cuối cùng mình cũng tìm được một cái phòng đáp ứng đủ tiêu chí và nó có giá gần 6 cũ. Trời ơi, mắc hơn cái phòng trước cả triệu bạc. Và Sam đang rất là tò mò một cái phòng có diện tích là 117m2 có giá gần 6 triệu sẽ như thế nào. Lần đầu tiên tụi mình ở một cái phòng to như vậy luôn á. Ok, bây giờ mình sẽ vô làm thủ tục nhận phòng. Cho em dạ đúng rồi chị ghé tới nhận số phòng giùm em nha. Sam đặt phòng qua một cái ứng dụng nên thủ tục cũng đơn giản lắm. Chỉ cần đưa cho bạn lễ tân cái thư điện tử xác nhận đặt phòng và thêm cái căn cước công dân của mình, rồi chờ bạn đó check lại thông tin là xong. Thời gian nhận phòng là 3 giờ, tụi mình tới lúc 2 giờ rưỡi mà cũng chưa có phòng. Hên là đi sát giờ mọi người, chứ mà đi sớm là ngồi chờ le lưỡi luôn.
20 phút sau. Yeah, cuối cùng tụi mình đã có chìa khóa phòng và số phòng của mình là E401. E401 rồi, chị cứ này giùm em. Ngoài hai khóa từ thì trong đây còn có 4 phiếu ăn sáng nữa và sẽ có một bạn bell service kiểu như là dịch vụ hỗ trợ hành lý mang giúp tụi mình cái vali từ dưới quầy lễ tân lên trên phòng. Bell service. Sam cứ nghĩ là anh này đang gọi ai nhưng mà không phải đâu mọi người. Sau khi lên mạng ngâm cứu thì nó hơi tâm linh, gõ cửa 3 lần và đứng sang một bên để tiễn âm khí ra ngoài. Ok, bây giờ mình sẽ review chiếc phòng mà cả nhà mình sẽ ở lại vào tối nay. Đầu tiên mình sẽ tháo giày ra và mang cái dép đi trong nhà vô. Ê, cái này mình có lấy về được không ta? Căn mình thuê gồm hai phòng ngủ thì đây là phòng ngủ thứ nhất. Các tự nội thất với phòng kia. Phòng này thì không có view biển nha mọi người, mà là mountain view và phía trước mặt mình là núi Minh Đạm. Đây là bàn làm việc, còn bên đây là tủ đựng quần áo. Có hai cái áo choàng tắm nè, một cây dù và một cái két sắt. Có cả tivi nữa. Ok, đó là phòng đầu tiên. Đi tiếp qua bên đây sẽ là nhà vệ sinh. Thì trong đây có một cái vòi tắm đứng. Và Sam mới phát hiện cái thằng cha nội nào tắm mà phá hư cái vòi của người ta luôn. Ủa, cái này Sam thấy quan trọng lắm luôn á. Mà sao khách sạn họ không thèm sửa ta? Trừ một điểm, khăn tắm, khăn mặt thì được để phía trên cái toilet. Và cuối cùng là cái lavabo thì trên đây sẽ có những thứ dành cho mình. Bộ cạo râu nè, hai cái bàn chải, tăm bông, nón tắm và lược. Một cục xà bông siêu mini. À, có cả máy sấy tóc nữa nha mọi người. Và sau cái sự cố vòi sen hồi nãy thì mình cảm thấy hơi nghi ngờ, nên phải kiểm tra coi là nó còn hoạt động không. Phía ngoài đây là phòng khách và bếp. Thì Sam thấy điểm nhấn của căn hộ này đó là cái cửa được làm full kính cả hai tầng luôn. Nó làm cho mình có cảm giác rất là thoáng á mọi người. Căn mình thuê có ban công và hướng đại dương, thì ngoài cái sea view mình còn được bonus thêm cái villa view. Dưới đây là những căn villa này mọi người. Thì ngoài ưu điểm là có hồ bơi riêng được chạy xe thẳng vô trong thì nó còn rất là mắc, một đêm tới 15-16 triệu lận. Nhưng Sam nghĩ thường là sẽ nhiều cặp đi chung với nhau, tại vì nó có tới 4 phòng ngủ nên xe tiền ra thì lại quá là hợp lý. Thôi giờ mình sẽ vô trong review tiếp chứ nhiều chuyện quá. Đây là chiếc cầu thang dẫn lên tầng trên, tivi và bên đây là khu vực bếp. Wow, có cả lò vi sóng luôn. Nói chung nếu mà mình muốn nấu ăn tại phòng á thì mình cần phải mang theo nồi niêu xong chảo chén dĩa, còn khách sạn người ta chỉ hỗ trợ mình những cái thiết bị nhà bếp thôi. Có 4 chai nước suối, cà phê và trà là mình được dùng miễn phí, còn những đồ trong tủ lạnh nếu mà dùng thì sẽ bị tính phí nha mọi người, thường sẽ khá là đắt. Hello các bạn, trong phòng này ngoài trà, nước lọc và cà phê miễn phí thì còn có bánh brie. Nè Nguyên bóc ra con. Tụi mình hơi bất ngờ vì trên bàn có một hộp bánh có kèm một cái thư cảm ơn nữa nhưng mà mình quên quay rồi. Thì trong đây có hai loại bánh bông lan và bánh su kem. Không biết bây giờ có thay đổi gì không chứ ngày xưa hai vợ chồng mình thuê phòng khoảng 2 triệu mấy một đêm là không có bánh trái gì hết á. Ok, bây giờ mình sẽ dẫn mọi người lên khám phá tầng trên. Xin mời. Phòng này phòng của Nguyên hả? Dạ. Trời ơi, mình còn chưa biết cái phòng nó như thế nào mà Thảo Nguyên đã xí đây là cái phòng của nó. Ê, sao cái giường trên này nó to hơn cái giường ở dưới ta? Chắc phải suy nghĩ lại rồi. Phần quan trọng nhất con thích đó chính là... Thảo có bồn tắm. Mình cố tình thuê phòng có bồn tắm mà, tại biết nhỏ này nó thích ngâm bồn. Ở trong đây còn có bồn tắm đứng nữa. Bên đây là nhà vệ sinh. Ở đây là một cái bồn rửa tay, có bàn chải, này là tăm bông. Lúc đầu Sam cứ nghĩ 117m2 là diện tích của một mặt sàn thì tưởng tượng ra nó rất là rộng, nhưng thật ra nó là diện tích của hai tầng cộng lại. Và phòng ngủ phía trên này nó VIP hơn phòng ngủ phía dưới quá là nhiều. Ngoài phòng to, giường to, có bồn tắm thì nó còn sea view nữa. Và sau khi khám phá hết mọi ngóc ngách thì Sam phát hiện thêm một cái điểm trừ, đó là những tấm kính. Chịu khó để ý một tí thì sẽ thấy nó rất là dơ. Trời ơi, không biết sao mà Sam cảm thấy rất là khó chịu, tại vì số tiền mình bỏ ra nó không hề nhỏ. Mình có khó tính quá không ta? Mấy con thích ở đây không? Đó. Xuống hồ bơi tắm vậy. Người ta hả? Lát nữa mình xuống hồ bơi tắm ha. Người ta nữa. Đúng rồi. Sau khi nhận phòng thì chồng mình với em bé đã đi ngủ rồi, còn Thảo Nguyên thì đang quẩy ở trên lầu với cái bồn tắm. Mình thì chắc sẽ dành một chút thời gian để live stream. Trời ơi, mình chưa từng nghĩ là mình sẽ live stream, và không hiểu bằng cái thế lực nào mà hôm đó mình có thể tự tin live trên nền tảng YouTube, tại vì nó không có một cái hiệu ứng nào hết. Không biết là sau phiên live đó đã bao nhiêu bạn bỏ đăng ký kênh mình. Nói chứ lúc đầu mình cũng hoang mang lắm, không biết là sẽ nói chuyện với mọi người về chủ đề gì, nhưng mà khi thực hành á thì mình lại cảm thấy rất là vui vì được trò chuyện trực tiếp với mọi người, và hy vọng là trong tương lai gần mình có nhiều tự tin hơn để có thể live stream nói chuyện với mọi người nhiều hơn.
17:30. Bây giờ mình sẽ đi đâu ta? Đi bơi. Sam tính là nhận phòng xong sẽ cho hai đứa nhỏ xuống tắm luôn, nhưng mà cái bà em bé bả lên cơn buồn ngủ, không bắt nó ngủ là nó sẽ kiếm chuyện. Và hồi nãy livestream cũng có một bạn nhắc mình là trễ rồi đừng có cho bé tắm, kiểu như lâu lắm mới có cơ hội nên hai đứa này nó bất chấp lắm mọi người. Chứ nói thiệt là mình đang cảm thấy rất là lạnh. Và ở đây thì không có nhiều chỗ chơi, điểm ăn uống giống như Vũng Tàu, nên hầu như đều là các hộ gia đình, tìm hoài không thấy cặp đôi nào luôn. Some better day. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. Bé, ngâm bồn với chị hai không? Không được vậy nghe chưa? Là ôi giời ôi lên nè. 19 giờ. Mấy bạn đi Long Hải thì buổi tối mọi người sẽ ăn ở đâu? Mấy lần trước tụi mình không có biết, cứ xuống nhà hàng phía dưới của khách sạn rồi gọi món thôi. Còn hôm nay tụi mình sẽ tới một nơi, hiện tại mình đang ở đường Võ Thị Sáu và điểm đến đó là đường Bờ Kè. Cái này chồng mình mới tìm ra luôn và nghe ổng chém gió thì khu vực này rất là nổi tiếng. Nó được mệnh danh là con đường ẩm thực dành cho khách du lịch, và khi mà tận mắt chứng kiến thì nó còn hơn mình tưởng tượng nữa. Trời ơi, xe hơi xếp hàng dài thon từ đầu đường cho tới cuối đường, và những cái quán bất kể là quán lớn hay quán nhỏ đều rất là đông, giống như có bao nhiêu khách du lịch là người ta đổ dồn về đây người ta ăn vậy á. Chồng mình giỏi quá. Nhưng tụi mình đang gặp một cái vấn đề, đó là đi vòng vòng nãy giờ mà không tìm được chỗ đậu xe, trong khi hai đứa nhỏ nó đang rất là đói. Và sau vài phút nãy số thì vợ chồng mình quyết định là ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Nói thiệt là mình không có phủ nhận đồ ăn ở khách sạn nó không ngon, chẳng qua là nó mắc lắm mọi người ơi. Bào ngư 2,1 triệu, tôm tít 2,5 triệu, tôm kẹt 2,250, đau tim quá. Con này 558, gần 6 bát. 558. Rồi hấp cho em đi. Tôm kẹt có 3,5 lạng một con à mọi người, nên mình đã mua thêm một con tôm tít, và có nhờ chú này lựa giúp mình con nào mà nó to to một tí. Con này là 2,5 lạng. Ê mọi người, giá mắc thì mình tạm chấp nhận, còn vấn đề cái cân mình cảm thấy hơi khó chịu nha. Một cái resort 4 sao mà không sắm nổi cái cân điện tử để phục vụ cho khách, hay là không muốn sắm ta, trong khi hải sản toàn tính tiền triệu không à. Đó là những cái mình chia sẻ đến mọi người theo cảm nhận của mình. Và công tâm mà nói thì đồ ăn ở đây chế biến rất là ngon nha, kiểu hợp khẩu vị á. Và ngoài mấy con yêu quái hồi nãy thì mình còn kêu thêm một dĩa gỏi củ hủ dừa ăn với bánh phồng tôm, chả giò và cơm chiên. Và tuy đồ ăn có hơi đắt thiệt nếu không nói là quá đắt, nhưng đổi lại mình được không gian yên tĩnh, kiểu không bị xô bồ á mọi người. Phục vụ thì nhiệt tình, chu đáo, nói chung là Sam thấy ở đâu cũng vậy hết. Ủa nãy mình nói tới đâu rồi ta? Con này là con gì Nguyên? Con chả chè. Ăn tối xong, cả nhà mình rủ nhau ra biển đi dạo để cho hai đứa nhỏ tìm tòi mấy con sinh vật lạ. Trời ơi, vui lắm mọi người. Có mấy con mực bị dạt vô bờ nè. Ê, nhiều mực quá ta em. Có cả mấy con cá nhỏ nữa. Chết rồi. Tự nhiên ước gì nhà mình gần biển ghê mọi người. Mỗi lần mà không có gì ăn á, cầm cái bịch đi vòng vòng chắc cũng được mớ. Lần đầu tiên mình tới Long Hải là năm 2012 hay 2013 gì á, cũng đi với ông này luôn. Thì hồi đó hai đứa mình rất là ngố, đi tới Vinh Cô cứ tưởng là hết đường rồi, xong kiếm một cái nhà nghỉ thuê một đêm là 300.000. Và Sam còn nhớ tối hôm đó mỗi đứa lót dạ bằng một tô hủ tiếu gõ. Ăn xong tụi mình dắt nhau ra biển, có mấy cô bán ốc bán cá còn sống đi vòng vòng á mọi người. Mua xong rồi chảy bạc, bày nồi niêu xong chảo chén dĩa chuẩn bị sẵn từ ở nhà ra, vừa nướng vừa ăn vừa nói chuyện. Chồng mình còn mượn được cái máy chụp hình của ông anh, ta nói chụp tè le hột me, nói chung rất là vui. Và sau từng đó năm tụi mình vẫn quay lại đây cùng với nhau, còn có thêm 2 cục nợ nữa. Bên kia là phòng của tụi mình kìa. 7:18. Hello các bạn, đây là nhân vật ngày hôm qua 1-2 đòi giành cái phòng ở trên kia. Vậy mà tắt đèn chưa được 5 phút bả lo lật đật chạy xuống rồi. Tối hôm qua mình đặt báo thức là 5 giờ sáng, tính dậy rồi bắt ông chồng chở tới cảng cá, chỗ người ta kéo lưới lên đó mọi người. Mình còn tưởng tượng ra cảnh người mua người bán rất là tấp nập nữa, tại vì mình chưa thấy bao giờ. Rồi còn được đón bình minh trên biển, trời ơi quá là chiêu. Thế mà qua cái tay tắt báo thức hồi nào không biết luôn. 12 giờ trưa nay tụi mình phải trả phòng rồi, nói chung thời gian còn rất là ít. Nên mình nghĩ cái điều mình cần phải làm ngay bây giờ đó là sẽ đi đánh thức mọi người dậy. Mấy ngủ đã chưa? Dạ rồi. Mấy mở rồi mẹ coi. Trời ơi, nước miếng ke kìa. Đi ăn sáng không? Dạ có đi. Dạ có. Kêu ba dậy bé, kêu ba dậy.
Với cái độ nhõng nhẽo của em bé thì chồng mình sẽ sớm dậy thôi, còn nhân vật này phải để mình. Dậy lên buffet Nguyên ơi. Nguyên ơi dậy ăn buffet. Đi dạo buffet nào nhanh lên, người ta đóng cửa bây giờ. Cái cửa nó đợi con luôn á. Cái phòng mình đặt thì nó bao gồm cả buffet sáng, và cái này có giới hạn thời gian nha mọi người, từ 6 giờ cho tới 9 rưỡi. Và với cái kinh nghiệm đi ăn buffet đếm trên đầu ngón tay của mình, thì khi mà đi ăn buffet á, mình nên hạn chế đồ ăn có nhiều dầu mỡ, tại vì nó sẽ làm cho mình có cảm giác bị đầy bụng, và nên ăn những thứ ngon mà thường ngày mình ít khi được ăn. Và điều cuối cùng là số lượng, thì mỗi món mình chỉ lấy một ít thôi để mình có thể trải nghiệm được nhiều món hơn. Lịch trình ngày hôm nay là sau khi ăn sáng xong, hai đứa nhỏ sẽ về phòng thay đồ để xuống tắm hồ bơi. Trời ơi, phải tranh thủ quá mọi người. Nói là 12 giờ nhưng mà 11 giờ tụi mình phải có mặt ở phòng để dọn đồ rồi. Và đang trên đường đi về phòng thì tụi mình phát hiện một chiếc xe ngựa. Ê, dễ thương quá à. Mẹ cho hai đứa đi xe ngựa nha. Theo như mình quan sát thì có vẻ như hai đứa nhỏ rất là thích, nên mình đã vô quầy lễ tân để mua vé. Tại vì cái này là dịch vụ của khách sạn luôn mọi người. Người lớn là 120.000, còn trẻ em là 80.000 cho 10 phút. Lên Nguyên ơi, lên đi. Em ngồi đâu? Ngồi đâu không được. Đi, ấy giờ. Đi đâu rồi? Đi vòng vòng, đi tham quan lên đường. Có sợ không? Có cảm giác hơi sợ rồi. Mua vé ra kia hả? Cảm giác cũng vui lắm mọi người. Và khi mà mua cái vé này, mình sẽ được ngồi trên xe ngựa và được chở một vòng tham quan khu resort. Và ở cái khu này á, người ta còn trồng một vườn rau organic nữa. Nhưng mà lúc gần về tới nhà, chồng mình mới nói trời ơi tức ghê á, kiểu mình muốn cho hai đứa nhỏ và bản thân khám phá và trải nghiệm được nhiều thứ ở cái nơi mà tụi mình đang tới. Ê, nó cắn nó nha, nó biết cắn nha. Lúc đầu sờ nó xem cũng rén dữ lắm, sợ nó ghét nó sẽ tung cước vô mặt mình. Nhưng mà không, nó rất là hiền. Và mấy bạn có thấy hai bên con mắt của nó bị che lại không? Sam nghe bạn nhân viên nói làm như vậy nó sẽ không có bị hoảng sợ. Và Sam đố mọi người nha, đây là ngựa đực hay là ngựa cái? Sao mà nó dê quá vậy? Có một điều bất ngờ là sáng nay ra hồ bơi, tụi mình gặp được rất là nhiều bạn fan nhỏ, cũng cỡ cỡ như Thảo Nguyên. Nhưng sao mấy bạn nhỏ này dễ thương quá à, chủ động nói chuyện với mình, rồi còn dành thời gian ra để chơi với em bé nữa. Bị cái là bà em bé này rất là ngại, không có chịu chơi với mấy chị hết trơn á. Còn Thảo Nguyên thì ngược lại, nó hòa đồng kinh khủng khiếp luôn mọi người. Và Sam rất là cảm ơn những bạn đã nhận ra tụi mình, vì nó làm cho mình có niềm tin là tụi mình được mọi người yêu quý. Ok, bây giờ mình sẽ lên phòng trước để chuẩn bị, còn Thảo Nguyên thì cứ để cho nó chơi với bạn nó đi. Có thể đây là người bạn chỉ gặp một lần duy nhất trong đời. Hello các bạn, bây giờ là hơn 11 giờ trưa rồi. Mình sẽ dọn dẹp đồ, cất vô vali và chuẩn bị đi về nhà. Sang ngày mai thì cả nhà mình sẽ quay trở lại học tập và làm việc. Mình cảm thấy chuyến đi từ hôm qua tới hôm nay rất là vui. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday tonight, not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days, yeah, all I need are some better days, cause all I want. Tò bé continue. Hello các bạn, trả phòng khách sạn xong thì cái bụng nó cũng kêu ọc ọc, và vô tình mình thấy được một quán cơm niêu trên Google Maps. Chờ đồ ăn lâu quá, bà nhỏ này ăn cơm trước với nước tương luôn. Quán dành cho khách du lịch nhưng bán đồ ăn ngon với rẻ nha. Tụi mình kêu 5 món thêm 3 cái niêu nữa mà hết có 385 cành, nhưng phục vụ hơi lâu một tí. Ủa quán tên gì mình quên quay rồi. Trong phiếu tính tiền cũng không có tên luôn. Ủa.
Ăn cơm xong mới có 2:30, vẫn còn sớm chán nên hai vợ chồng mình dẫn hai đứa nhỏ lên núi Minh Đạm xem khỉ. Đang thắc mắc đi lên hay đi xuống mới thấy khỉ thì có một con đang ngồi thù lù ở đây. Bước tiếp theo, mình phải làm gì với nó đây ta? Trong vali còn bánh gạo nên Thảo Nguyên đã nhanh trí lấy ra cho con này một cái. Không ngần ngại, khỉ bầu đã nhận luôn cái thứ hai. Nhìn sơ qua thì tụi lắm, lông này có vẻ hiền nhưng đụng chúng con có máu giang hồ ta nói, muốn toát mồ hôi. Hôi hột luôn. Muốn cho tụi này ăn phải có chiến thuật nha mọi người. Cầm và dơ ra, hên thì nó tới lấy, không thì thôi, chứ đừng dí vào mặt nó nha. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there, glad that you asked me. I think it's different for everyone.